Cộng đồng ô tô Sài Gòn và ô tô Phin chính thức công bố kết quả chương trình bình chọn xe của năm 2023. Ban tổ chức đã tìm ra 14 mẫu xe được yêu thích nhất, tương ứng với 14 phân khúc và các mẫu xe đạt danh hiệu xe của năm 2023, xe xanh của năm 2023, xe ấn tượng của năm 2023. Cộng đồng ô tô Sài Gòn và ô tô Phin chính thức công bố kết quả chương trình bình chọn xe của năm 2023. Sau hai giai đoạn, ban tổ chức đã tìm ra 14 mẫu xe được yêu thích nhất, tương ứng với 14 phân khúc và các mẫu xe đạt danh hiệu xe của năm 2023, xe xanh của năm 2023, xe ấn tượng của năm 2023. Điểm mới và khác biệt trong khâu chấm điểm của Hội đồng Giám khảo năm nay là ban tổ chức xe của năm 2023 đã nỗ lực thực hiện chương trình đánh giá thực tế loạt xe mới ra mắt cho Hội đồng Giám khảo ở cả hai miền. Đây là một trong những hoạt động mới, nổi bật của chương trình năm nay. Sau 10 ngày bình chọn, từ ngày 9 đến ngày 19 tháng 3, từ danh sách 108 mẫu xe tham gia bình chọn, cộng đồng đã chọn ra 42 mẫu xe, đứng đầu 14 phân khúc. Hội đồng giám khảo tiến hành chấm điểm 42 mẫu xe này để tìm ra 14 mẫu xe chiến thắng ở 14 phân khúc và danh hiệu xe của năm 2023, xe xanh của năm 2023, xe ấn tượng của năm 2023. Sau hai giai đoạn, ban tổ chức đã tìm ra 14 mẫu xe được yêu thích nhất, tương ứng với 14 phân khúc và các mẫu xe đạt danh hiệu xe của năm 2023, xe xanh của năm 2023, xe ấn tượng của năm 2023. Với thể lệ xe của năm 2023, các mẫu xe so kè suýt sao từng điểm số. Cụ thể, 3 mẫu xe Honda Civic, Ford Ranger, Mercedes-Benz S-Class có cùng tổng điểm bằng 10 và phải xét tới tổng điểm của hội đồng giám khảo. Chung cuộc, danh hiệu xe của năm 2023 thuộc về mẫu xe Mercedes-Benz S-Class với tổng điểm quy đổi là 10 điểm và 2.922 điểm của hội đồng giám khảo. Ford Ranger xếp thứ 2 với tổng điểm quy đổi là 10 điểm và 2.799 điểm của hội đồng giám khảo. Honda Civic xếp thứ 3 với tổng điểm quy đổi là 10 điểm và 2.663 điểm của hội đồng giám khảo. Danh hiệu xe xanh của năm 2023 dành cho mẫu xe tiên phong sử dụng nguồn năng lượng mới và giảm lượng khí thải đã thuộc về VinFast VF8. Mẫu SUV điện của VinFast đã xuất sắc vượt qua các ứng cử viên như Mercedes-Benz EQS hay Volvo XC90 T8 Recharge để giành chiến thắng. VF8 là mẫu SUV điện cỡ trung có thiết kế hiện đại, đẹp mắt, trang bị tiên tiến, thông minh, động cơ điện 400 mã lực cùng bộ pin có tầm hoạt động khoảng 400 km. VF8 nhanh chóng nhận được lượng lớn đơn đặt hàng sau thời gian ngắn mở bán. Tính đến nay, sau 6 tháng giao xe, đã có gần 3.700 xe VF8 bàn giao. VinFast VF8 được xem là một trong những mẫu xe tiên phong trong công cuộc cách mạng ô tô điện cho người Việt với xu thế sống xanh, thân thiện môi trường. Danh hiệu xe ấn tượng của năm 2023 dành cho mẫu xe có sự thay đổi mạnh mẽ nhất so với các mẫu xe cùng phân khúc về thiết kế, công nghệ, vận hành đã thuộc về Ford Everest. Mẫu SUV của Ford đã xuất sắc vượt qua các ứng cử viên như VinFast VF8, Kia Sportage hay Hyundai Elantra để giành chiến thắng. Các mẫu xe thắng giải ở từng hạng mục cụ thể như sau.